Hôm nay chúng ta nghiên cứu lý thuyết và cùng nhau giải một số bài tập về đồng vị. Thì trước khi tìm hiểu về đồng vị ấy, thì chúng ta phải ôn lại hai cái kiến thức như thế này. Thứ nhất, thế nào là nguyên tố hóa học? Cái thuật ngữ khá quen thuộc rồi, bây giờ chúng ta nhìn cho nó kỹ hơn. Nguyên tố hóa học là gì? Thì đó là những cái nguyên tử có cùng số proton trong hạt nhân mà số proton còn được gọi là số lượng nguyên tử. Hay là số điện tích hạt nhân Z. Tại sao người ta sắp xếp những nguyên tử có cùng số proton trong hạt nhân thành nguyên tố hóa học? Nguyên nhân là vì thế này. Bình thường nguyên tử trung hòa về điện, và do vậy số proton trong hạt nhân phải bằng số electron ở lớp vỏ. Và trật tự sắp xếp của electron ở lớp vỏ nguyên tử sẽ quyết định tính chất hóa học của một nguyên tử. Như vậy có nghĩa là số proton sẽ quyết định tính chất hóa học của một nguyên tử. Còn số neutron trong hạt nhân thì sao? Ta đã biết là neutron trung hòa về điện, và do vậy nó không ảnh hưởng đến số neutron, xin lỗi, số electron có mặt trong nguyên tử. Và hầu như sự có mặt của các neutron cũng gần như không ảnh hưởng đến tính chất hóa học của nguyên tử. Tóm lại là số proton trong nguyên tử sẽ quyết định tính chất hóa học của nguyên tử. Và do vậy, những nguyên tử có cùng số proton thì sẽ có tính chất hóa học như nhau, nên được xếp vào cùng nguyên tố hóa học. Đấy chính là cái lý do tại sao người ta đưa ra cái định nghĩa này. Thứ hai, trong cái bảng hệ thống tuần hoàn mà ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn ở các bài giảng sau. Trong bảng hệ thống tuần hoàn của các nguyên tố hóa học thì mỗi nguyên tố được xếp vào cùng một vị trí, được xếp vào một vị trí, hay ta gọi nó là một ô trong bảng hệ thống tuần hoàn. Ta đi vào cái phần thứ ba, đó là đồng vị. Đồng vị là gì? Từ tiếng Anh thì gọi đồng vị là isotope. Tiếng Việt mình dùng cái từ Hán Việt là đồng vị. Đồng ở đây có nghĩa là cùng, vị là vị trí. Đồng vị là chúng ta nghiên cứu về những nguyên tử thuộc cùng một vị trí trong bảng hệ thống tuần hoàn, tức là có cùng số proton nhưng khác nhau ở chỗ là số neutron nó lại khác nhau. Vậy là ta định nghĩa đồng vị là những cái nguyên tử có cùng số proton hay là có cùng số lượng nguyên tử nhưng khác nhau về số neutron, hay như có số neutron khác nhau. Và các em đã biết là số khối A thì bằng tổng số proton cộng với số neutron. Do vậy, với những nguyên tử mà có số proton như nhau nhưng số neutron khác nhau thì sẽ kéo theo số khối A phải khác nhau. Vì vậy người ta cũng có thể nói đồng vị là những nguyên tử có cùng số proton nhưng có số khối khác nhau. Rồi từ đây có rất nhiều cái biến thể khác trong định nghĩa về đồng vị. Người ta có thể nói đồng vị là những nguyên tử có cùng số điện tích hạt nhân hay có cùng số lượng nguyên tử,
nhưng có số khối khác nhau. Hay đồng vị là những cái nguyên tử thuộc cùng một nguyên tố hóa học, tức là đồng vị trí hay cùng số proton nhưng có số neutron khác nhau. Tức là từ cái gốc có thể dẫn đến nhiều những biến thể khác nhau trong cái định nghĩa về đồng vị. Về bản chất thì chẳng qua đó chỉ là cái cách nói khác nhau mà thôi, chứ nội dung vẫn là. Thì chúng ta nghiên cứu về đồng vị để làm cái gì? Như vậy, cái nhận thế là cái số proton trong hạt nhân nguyên tử quyết định cái tính chất hóa học của nguyên tử đó, và số neutron thì gần như không ảnh hưởng. Do vậy, nếu xét trên phương diện hóa học, thì sự có mặt của số neutron trong hạt nhân nguyên tử gần như không ảnh hưởng, mà nó chỉ ảnh hưởng đến khối lượng nguyên tử trung bình của nguyên tố hóa học. Ta biết là trong tự nhiên có thể tồn tại nhiều đồng vị khác nhau của cùng một nguyên tố. Thể lấy ví dụ nguyên tử clo cứ có 17 proton trong hạt nhân thì đó là nguyên tố clo, nhưng nó cũng có thể có số khối 300, tức là có 18 neutron trong hạt nhân. Clo luôn có 17 proton trong hạt nhân, nhưng nó cũng có thể có 20 neutron trong hạt nhân, tức là số khối tương ứng 37. Nhưng tỷ lệ phần trăm của chúng lại khác nhau, và do vậy cái khối lượng của clo trong cả hệ thống tuần hoàn thực chất là khối lượng trung bình. Như vậy là xét về phương diện hóa học, cái ảnh hưởng quan trọng nhất của đồng vị đấy là ảnh hưởng đến khối lượng trung bình của một nguyên tử, nguyên tố hóa học. Cái ý nghĩa thứ hai là người ta ứng dụng đồng vị để nghiên cứu cơ chế của phản ứng hóa học, người ta gọi đó là phương pháp đồng vị đánh dấu. Vị khác nhau, đặc biệt là những cái đồng vị phóng xạ để nghiên cứu cơ chế của phản ứng hóa học. Thì cái nội dung này nằm trong chương trình đại học dành cho những ai chuyên về hóa. Còn trong giới hạn của phổ thông, chúng ta sẽ chỉ nghiên cứu về khối lượng trung bình của nguyên tử, nguyên tố hóa học và mối quan hệ giữa khối lượng trung bình với tỷ lệ phần trăm. Nói chung, các bài toán của phổ thông sẽ xoay quanh cái công thức tính khối lượng trung bình. Còn về phương diện vật lý, tuy số neutron không ảnh hưởng đến tính chất hóa học của một nguyên tử, nhưng nó ảnh hưởng đến độ bền vững của hạt nhân. Và vì vậy, một số cái đồng vị, thể lấy ví dụ như là carbon chẳng hạn, thì tất cả những nguyên tử mà có 6 proton trong hạt nhân thì đều được gọi là nguyên tố carbon. Nhưng cũng có loại có 6 proton và có 6 neutron nên số khối của nó là 12. Nhưng cũng có loại có 6 proton trong hạt nhân nhưng lại có 8 neutron, thế nên số khối của nó là 14. Hai cái đồng vị này thì đồng vị carbon 6, 12 rất bền vững, và người ta dùng nó làm chuẩn để đo đơn vị khối lượng nguyên tử. Mà các em đã biết, người ta lấy 1/12 khối lượng của một nguyên tử carbon đồng vị 12 là đơn vị đo khối lượng nguyên tử, hay ta gọi đó là 1 dBc, một đơn vị carbon. Cái nguyên nhân chính yếu là do đồng vị này bền vững. Trong khi đó, nguyên tử carbon đồng vị 14 thì lại rất kém mềm, là một nguyên tố phóng xạ. Hạt nhân của nó dễ bị phân tách thành các cái hạt nhân nhỏ bé hơn. Và người ta ứng dụng để xác định tuổi của cổ vật dựa vào carbon đồng vị 14.
Thế nên trong vật lý chúng ta sẽ quan tâm đến hai vấn đề. Một là các cái phản ứng phóng xạ xảy ra ở hạt nhân. Thứ hai là ứng dụng phóng xạ để nghiên cứu tuổi của cổ vật. Trong giới hạn vật lý thì hai cái nội dung này đều được đề cập đến trong chương trình vật lý của lớp 12. Các bạn có thể tham khảo nội dung các bài giảng của thầy về hai cái nội dung này. Bây giờ trở về với việc nghiên cứu đồng vị ứng dụng cho khoa học ở phổ thông và dành cho sinh viên năm nhất của các trường đại học có nghiên cứu về khoa học. Chúng ta tập trung nhiều vào khối lượng nguyên tử trung bình. Thế giả sử thế này, trong tự nhiên thì người ta tìm ra được là clo có hai đồng vị, số proton của clo luôn là 17 và số khối là 35. Đồng vị thứ hai là 17 và 37. Người ta nhận thấy là trung bình cứ 100 nguyên tử clo thì có khoảng 75 nguyên tử clo đồng vị 35, tức là cái này chiếm tỷ lệ 75%. Clo 37 đương nhiên còn lại là 25%. Như vậy khối lượng của nguyên tử clo trung bình sẽ là 75 và nhân với 35 cộng với 25 là số nguyên tử clo 37 nhân với 37. Tất cả đem chia cho 100 là tổng số nguyên tử sẽ ra xấp xỉ 35,5, chính là khối lượng nguyên tử trung bình của clo mà chúng ta đã sử dụng trong việc giải các bài toán khoa học. Một cách tổng quát thì với một cái nguyên tố nào, nguyên tố A nào đó, nó có thể có nhiều đồng vị. Đồng vị A1, đồng vị A2, A3, vân vân cho đến A là chiếm tỷ lệ phần trăm tương ứng là x1%, x2%, x3%, vân vân, xn%. Thì khi đó ta sẽ có thứ nhất x1% cộng x2% cộng x3% cộng vân vân cho đến xn% thì bằng 100%. Thứ hai, khối lượng phân tử trung bình, xin lỗi, khối lượng nguyên tử trung bình của A, đặc hiệu là AA, sẽ bằng x1 nhân với A1 cộng x2 nhân với AA cộng vân vân xn AN và đem chia cho 100. Có nghĩa là thế này, trong 100 nguyên tử của nguyên tố A thì đồng vị A1 chiếm tỷ lệ x1%, tức là chiếm có x1 nguyên tử đồng vị A, có x2 nguyên tử đồng vị A2, có x3 nguyên tử đồng vị A3. Như vậy khối lượng của A1 sẽ bằng x1 nhân với A1, khối lượng của các nguyên tử đồng vị A2 sẽ là x2 nhân với A2 vân vân cho đến xn, đồng vị n sẽ bằng xn nhân với an, tất cả chia cho tổng số của 100 nguyên tử A sẽ ra được khối lượng nguyên tử trung bình của A. Thì hầu như các bài tập ở phổ thông sẽ xoay quanh hai công thức này. Đây là hai công thức gốc chủ yếu được, hay các cái dạng công thức khác cũng chỉ là biến thể của những cái công thức này mà thôi. Ta cùng nhau giải một số bài tập. Trước hết
ta giải qua mấy câu hỏi lý thuyết. Câu hỏi thứ nhất là trong các phát biểu sau đây, phát biểu đúng là A. Các nguyên tử có cùng điện tích hạt nhân và có số khối A khác nhau được gọi là các đồng vị. Có cùng điện tích hạt nhân và có số khối A khác nhau được gọi là đồng vị. B. Hạt nhân nguyên tử của các đồng vị của một nguyên tố có số lượng trong khác nhau của một đồng vị của một nguyên tố có số lượng trong khác nhau C. Nguyên tử lượng của một nguyên tố trong một hệ thống tuần hoàn là trung bình cộng của nguyên tử lượng các đồng vị theo tỷ lệ tồn tại trong tự nhiên. Nguyên tử lượng của một nguyên tố là trung bình cộng của nguyên tử lượng, tức là khối lượng của nguyên tử đấy, các đồng vị trong tự nhiên. Theo tỷ lệ tồn tại ý đề là trừ đồng vị có nhiều nhất các đồng vị khác đều là đồng vị phóng xạ. A nhỏ. Các đáp án đúng là A, B nhỏ. Đáp án đúng ở đây là A và B. C nhỏ. Đáp án đúng ở đây là A và D. Và D nhỏ. Đáp án đúng ở đây là A, B và C. Bây giờ các em phân tích, ta phải chọn ra các đáp án đúng. Các nguyên tử có cùng số điện tích hạt nhân và có số khối A khác nhau thì được gọi là các đồng vị. Đây chính là cái định nghĩa về đồng vị mà chúng ta vừa mới phân tích. Cái tên A ở đây là ý B. Hạt nhân nguyên tử của một đồng vị của một nguyên tố có số neutron khác nhau. Như vậy là hạt nhân của những nguyên tử của một đồng vị của cùng một nguyên tố, cái cùng một nguyên tố này nó đã thay cho cái thông tin là có cùng số khối, xin lỗi, có cùng số đơn vị điện tích hạt nhân. Vậy là nó có cùng số đơn vị điện tích hạt nhân hay có cùng số proton và có số neutron khác nhau thì hiển nhiên đó là các đồng vị. Vậy ở đây B cũng đúng. C.
khối lượng của một nguyên tố là trung bình cộng của nguyên tử lượng của các đồng vị trong tự nhiên theo tỷ lệ tồn tại. Có nghĩa là nó nhắc đến cái công thức mà chúng ta vừa được đề cập. Khối lượng trung bình của một nguyên tử thì bằng phần trăm của các đồng vị nhân với nguyên tử lượng của các đồng vị tương ứng x1. Nếu như đồng vị A1 chiếm tỷ lệ x1%, đồng vị A2 chiếm tỷ lệ x2%, vân vân, và đồng vị AN chiếm tỷ lệ xn%. Như vậy, cái IC chẳng qua là khẳng định cái công thức này. Cái ý theo tỷ lệ tồn tại này chính là tương ứng với x1, x2, vân vân, xn%. Như vậy, C. Ý D khẳng định là trừ đồng vị có nhiều nhất, các đồng vị khác đều là những đồng vị phóng xạ. Điều này không đúng. Thường thì những đồng vị phóng xạ chiếm tỷ lệ khá thấp trong tự nhiên, nhưng không phải tất cả các nguyên tố đều có đồng vị phóng xạ. Và có những nguyên tố có rất nhiều đồng vị, trong đó chỉ có một đồng vị phóng xạ. Thì lấy ví dụ, clo đều có hai đồng vị bền là 17, 35 và clo 17, 37. Oxy có các đồng vị bền là oxy 8, 16, oxy 8, 17 và oxy 8, 18. Như vậy là không phải mọi nguyên tố khi có nhiều đồng vị thì đều có đồng vị phóng xạ. Thế nên D ở đây sai. Vì vậy các đáp án đúng của ta là A, B và C, nên đáp án D này. Ta sang câu hỏi lý thuyết số 2. Khối lượng nguyên tử của đồng vị hydro có số khối 2 gồm A là khối lượng của một proton cộng với khối lượng của một neutron. Đáp án B là khối lượng của electron cộng với một neutron. Và đáp án D là khối lượng của một proton ta thấy là hydro là tất cả những cái nguyên tử có một proton trong hạt nhân. Trong trường hợp này nó là đồng vị có số khối là 2. Như vậy nguyên tử hydro này có một proton và một neutron trong hạt nhân. Trong cái tiết học thứ nhất về thuyết cấu tạo nguyên tử ấy, thì chúng ta đã biết là khối lượng của neutron vô cùng nhỏ bé so với khối lượng của hạt nhân. Thế nên trong tính toán về khối lượng nguyên tử một cách cần đúng, người ta coi khối lượng của neutron như là bằng không. Và vì vậy khối lượng của nguyên tử cũng bằng khối lượng của hạt nhân. Vậy ở đây hạt nhân gồm có một proton và một neutron thì khối lượng nguyên tử cũng bằng khối lượng của hạt nhân và bằng khối lượng của một proton cộng với khối lượng của một neutron. Thế nên đáp án đúng ở đây là A. Ta
ta đi vào câu hỏi số 3. Chọn phát biểu đúng về tính chất của các đồng vị. Phát biểu A là các đồng vị của cùng một nguyên tố thì giống nhau về tất cả các tính chất lý và hóa học. Phát biểu B là các nguyên tử có cùng diện tích hạt nhân ta ký hiệu là cùng Z, có số khối như nhau, được gọi là các đồng vị. C, các đồng vị có cùng số proton và cùng số neutron. Và D là các đồng vị chiếm cùng một ô trong bảng hệ thống tuần hoàn. Để chúng ta phân tích, ý A, các đồng vị của cùng nguyên tố thì giống nhau về tất cả các tính chất vật lý và hóa học. Tức định nghĩa đồng vị là tất cả những nguyên tử mà có cùng số proton nhưng khác nhau về số neutron hay là khác nhau về số khối. Cái nguyên nhân là vì do chúng có cùng số proton thì tính chất hóa học của chúng là như nhau. Như vậy là các đồng vị sẽ có cùng tính chất hóa học nhưng tính chất vật lý thì chưa chắc. Thầy lấy ví dụ carbon có hai đồng vị tiêu biểu là carbon đồng vị 6,12 và carbon đồng vị 6,14. Như vậy nếu xét trên phương diện hóa học, do có cùng là 6 proton nên có số electron ở lớp vỏ như nhau, thế nên chúng sẽ có tính chất hóa học như nhau, nhưng tính chất vật lý thì khác. Hạt nhân này rất bền vững và hạt nhân này rất kém bền. Như trong cái phần giảng về lý thuyết thì đã nói, hạt nhân này bền vững đến mức nó được sử dụng làm chuẩn để đo khối lượng của nguyên tử. Và người ta định nghĩa một đơn vị khối lượng nguyên tử bằng 1/12 khối lượng của nguyên tử carbon đồng vị 12, ta gọi đó là đơn vị carbon. Còn carbon đồng vị 14 thì hạt nhân rất kém bền, đó là một cái chất phóng xạ và người ta thường ứng dụng đó để nghiên cứu tuổi của các vị cổ vật. Vậy thì ở đây ý A là sai do tính chất vật lý của chúng khác nhau. Ý B, các nguyên tử có cùng Z có A như nhau gọi là các đồng vị. Không,
đồng vị phải là những cái có cùng z nhưng có số tự tâm hay là số a khác nhau. Vậy ở đây b cũng sao? IC, các đồng vị có cùng số proton và có cùng số neutron không? Nó phải có cùng số proton nhưng khác nhau về số neutron. Nếu mà đã có cùng số proton và cùng có số neutron nữa thì chẳng còn gì để mà nói, cái đó là một thôi. Thế nên C ở đây cũng sao? D, các đồng vị chiếm cùng một ô trong bảng hệ thống tuần hoàn. Tôi biết là các đồng vị là những cái có cùng vị trí trong bảng hệ thống tuần hoàn. Cái tên đồng vị là như vậy nên hiển nhiên D ở đây cũng đã được. Đồng vị là những cái nguyên tử có cùng số proton và có cùng số neutron thì được xếp vào cùng một nguyên tố và chiếm một vị trí trong bảng hệ thống tuần hoàn. Và ta gọi đó là đồng vị. Đáp án đúng ở đây. Để ta sang câu hỏi lý thuyết thứ tư. Trong các biểu đồ, các nguyên tử có cùng điện tích hạt nhân có số khối như nhau được gọi là đồng vị. IB, với mỗi nguyên tố, số lượng proton trong hạt nhân nguyên tử là cố định. Số proton là cố định. Song có thể khác nhau về số neutron. Và ta gọi đó là hiện tượng đồng vị. IC, các nguyên tử có số khối như nhau sau số proton của hạt nhân lại khác nhau. Gọi là đồng vị. Vậy đi là các đồng vị của cùng một nguyên tố thì giống nhau về tất cả các tính chất vật lý và hóa học. Giống nhau về các tính chất lý và hóa học. Phân tích ý A, các nguyên tử có cùng z và lại có a như nhau, như vậy là có cùng đơn vị điện tích hạt nhân và có cùng số khối, lại được gọi là đồng vị. Đây là đáp án sai. Đã biết đồng vị là những cái nguyên tử mà phải có cùng số proton hay là cùng số z nhưng có số khối hay là số neutron khác nhau. B là với mỗi nguyên tố, số proton là cố định, đều đầy đủ. Vì ta đã định nghĩa nguyên tố hóa học là những nguyên tử có cùng số proton và có thể khác nhau về số neutron, nên ta gọi đó là đồng vị. V
Vậy đây chỉ là cách diễn đạt khác của cái định nghĩa thế nào là đồng vị. Đồng vị là những cái nguyên tử có cùng số proton nhưng có số lượng không khác nhau. Nên đáp án đúng ở đây là D. Ta đi tìm xem C và D sai ở chỗ nào. Các nguyên tử có số khối như nhau, song số proton khác nhau gọi là đồng vị. Không, đồng vị phải là những cái nguyên tử có số proton như nhau, chứ không phải là những số proton khác nhau. Chúng ta nhận thấy là ví dụ carbon đồng vị 6,4, nitơ đồng vị 7,4. Do nó có 6 proton và 7 proton trong hạt nhân nên đây là hai nguyên tố khác nhau, nằm ở hai vị trí khác nhau trong bảng hệ thống tuần hoàn, mặc dù chúng có cùng số khối là 14. Ý D, các đồng vị của cùng nguyên tố thì giống nhau về các tính chất lý và hóa học. Ở câu hỏi thứ 3 chúng ta đã trả lời cái ý này. Các đồng vị có tính chất hóa học được coi là như nhau nhưng tính chất vật lý thì khác nhau. Nên D là đáp án sai. Chúng ta sang cái ý thứ 5. Chọn đáp án đúng và đầy đủ nhất. Phát biểu thứ nhất là đồng vị của các nguyên tử có cùng bậc số nguyên tử Z. Đồng vị là những nguyên tử có cùng bậc số nguyên tử. Hay số Z. Như vậy số Z vừa được gọi là số điện tích hạt nhân, vừa được gọi là số hiệu nguyên tử, và đôi khi còn được gọi là bậc số nguyên tử. Đó chỉ là các cách diễn đạt khác thôi, nhưng có sự khác nhau về số khối. Số khối A. Phát biểu thứ hai là nguyên tử lượng của một nguyên tố là trung bình cộng nguyên tử lượng của các đồng vị M của một nguyên tố là trung bình cộng của các đồng vị theo tỷ lệ phần trăm. Phát biểu số 3. Khác nhau duy nhất về cơ cấu giữa các đồng vị là có số lượng thông khác nhau. Và phát biểu thứ tư, trừ đồng vị có nhiều nhất của một nguyên tố phóng xạ. Trừ đồng vị có nhiều nhất. Các đồng vị khác đều là những đồng vị phóng xạ. Các đồng vị khác trong nguyên tố hóa học đều là đồng vị phóng xạ. Ý A,
người ta bảo là bỏ được ý B khẳng định là chỉ một và hai, ý C khẳng định là chỉ một và bốn luôn. Và ý D khẳng định là một phát biểu số 2 và phát biểu số 3 đều đúng. Ta cùng phân tích. Ý 1, đồng vị có cùng bậc số nguyên tử, tức là có cùng z nhưng khác nhau về số khối A. Đây chính là cái định nghĩa về thế nào là đồng vị. Vậy thì 1 ở đây. Ý 2, khối lượng nguyên tử của một nguyên tố là trung bình cộng của các đồng vị theo tỷ lệ phần trăm. Có nghĩa nó nhắc lại cho chúng ta cái công thức khối lượng trung bình của nguyên tử của nguyên tố bằng phần trăm đồng vị A1, tức là đồng vị A1 nhân với phần trăm của nó. Khối lượng đồng vị A2 nhân với phần trăm của nó cộng với khối lượng đồng vị N nhân với phần trăm của nó chia cho phần trăm. Thì ra khối lượng trung bình của nguyên tử. Cái ý nghĩa là theo tỷ lệ phần trăm, có nghĩa là phải lấy A1 nhân x1 cộng A2 nhân x2 cộng với vân vân A1 nhân x n, chứ không phải là A1 cộng với A2 cộng với vân vân cộng với An để chia cho trung bình. Vậy là ý 2. Sang ý số 3, khác nhau duy nhất về cơ cấu giữa các đồng vị là có số nguyên tử khác nhau. Ta hiểu cơ cấu ở đây hay có nghĩa là thành phần, đúng vậy. Thì nếu xét về thành phần thì đồng vị chỉ khác nhau về số proton. Vì thật xin lỗi về số nguyên tử. Vì các bạn biết là đồng vị là những cái nguyên tử có cùng số proton và khác nhau về số nguyên tử. Vậy thì một khi nó đã có cùng số proton thì số electron nó phải giống nhau, nên sự khác nhau duy nhất về cơ cấu này là cái khác về thành phần là số electron khác nhau. Các bạn lưu ý điều đó. Còn nếu bỏ cái từ cơ cấu đi thì thực ra sự khác nhau giữa các đồng vị không phải chỉ là số electron khác nhau, mà từ số electron khác nhau có thể dẫn đến tính chất vật lý chúng khác nhau đấy. Vậy thì ở đây đáp án số 3 cũng đúng. Cái phát biểu thứ tư, trừ đồng vị có nhiều nhất, các đồng vị khác trong nguyên tố đều là những cái đồng vị phóng xạ. Đây là đáp án sai. Và đã biết là có những cái nguyên tố không có các đồng vị phóng xạ, mặc dù nó có nhiều đồng vị khác nhau. Thứ hai là có những nguyên tố có đồng vị phóng xạ, nhưng mà nó có thể có nhiều đồng vị, trong đó có duy nhất một đồng vị phóng xạ. Nên 4 ở đây là sai. Cuối cùng chúng ta chọn đáp án D, các phát biểu 1, 2 và 3